Kính thưa quý vị, và chúng ta lại được gặp nhau trong cái live stream tiếp theo tại trung tâm thẩm mỹ viện của bác sĩ Khải, trung tâm Glamour Center. Thì hiện tại là mình đang có mặt với một bé khách hàng rất là xinh, bé đến từ Rạch Giá nha cả nhà. Thì hôm nay là muội của bé được 14 ngày tuổi rồi. Thì bé đến đây tới khám và sẵn là cắt chỉ tay đúng không em? Thì hôm bữa là mấy chị nói là chỉ tay mình như thế nào mà bây giờ mới cắt? Còn chưa có lành vết thương đúng không? Thì hôm nay là bé đến tái khám cắt chỉ tay cũng như là mình bắt cóc qua đây quay cho cả nhà xem cái dáng mũi luôn nha. Đây thì hôm bữa mình có quay 10 ngày rồi, cũng nhận rất là nhiều những cái lời khen cũng như là hỏi về cái dáng mũi này. Thì hôm nay là mình sẽ cho khách ngồi và cùng tâm sự với cả nhà về cái dáng mũi cấu trúc N-line cao tay do chính tay bác sĩ Đỗ Quang Khải làm nha cả nhà. Thì em cho anh hỏi là mũi của mình, cũng như là cho tất cả các chị em biết là mũi mình là mũi mới không, xin lỗi em. Mũi mới đúng không? Thì em có thể cho anh cũng như là mọi người biết thêm một lần nữa là mũi mình trước đây như thế nào không? Không có sóng. Không có sóng, đầu mũi thì như thế nào? Nó hơi to, hơi bè đúng không? Đó, và sau khi mà đến với trung tâm Glamour Center, trung tâm thẩm mỹ viện của bác sĩ Khải, thì bác đã nâng lên một cái dáng mũi mới cho bé khách hàng này rất là đẹp. Thì mọi người có thể thấy là sóng thì rất là thẳng nha. Thì bây giờ đông đông người vào đây xem nữa thì mình sẽ cho cả nhà xem cái dáng nghiêng nha. Cái dáng nghiêng thần thánh nha. Rồi bây giờ em quay qua đây ha. Thoải mái. Đây là cái dáng nghiêng của bé khách hàng này nha. Rất là đẹp luôn. Thì hôm nay về quê có ai khen không? Em chưa về. Chưa về nữa hả? Rồi bạn bè ở đây ai đã gặp rồi? Dạ, có nhiều rồi. Có người khen hỏi rồi ha, đăng lên Facebook chắc là có người hỏi rồi. Đây. Rất là đẹp nha cả nhà. Dáng mũi có một cái độ lượng nhẹ rất là đẹp. Đầu mũi được đẩy dài, bay, rất là xinh luôn. Đó, thì những ai yêu thích cái form mũi này thì hãy inbox trực tiếp vào trang Glamour Center, trang fanpage của bác sĩ Khải. Thì bác sẽ tư vấn và đặt lịch cho em luôn, cho tất cả các bạn luôn. Thì hôm bữa là chị Ngọc tư vấn cho em đúng không? Chị Ngọc tư vấn cho em có ok không? Chăm sóc cũng rất là ok ha. Đây. Rất là dáng mũi rất là đẹp nha cả nhà. Thì mình biết bác sĩ Khải qua Facebook hay là fanpage? Dạ đúng rồi, Facebook. Facebook đúng không? Facebook của bác sĩ Khải. Thì em đã theo dõi được bao lâu rồi? Theo dõi một tháng. Một tháng rồi. Thì hôm bữa là có nghe nói là có người nhà làm đây rồi đúng không? Bạn em giới thiệu. Bạn em giới thiệu, bạn em làm dịch vụ gì nè? Cũng giống mũi luôn ha. Đây cái dáng mũi rất là đẹp nha cả nhà ơi, rất là xinh luôn. Thì em có thể cho tất cả chị em phụ nữ biết là đang theo dõi livestream này, hôm bữa mình làm có đau không? Không có đau ha. Trong quá trình là không biết, nhưng mà khi hết thuốc thì nó ê thôi, chứ là nói không đau thì là nói xạo cả nhà nha. Đau trong cái mức mà chịu đựng được, nhưng mà hoàn toàn là rất là ít luôn đúng không em? Nè, quay bên đây. Đúng rồi, rất là xinh. Đây, dáng mũi rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đây, nãy giờ bút số chưa? Dạ rồi. Bút rồi đúng không? Bây giờ mình bắt cóc bé một chút xíu thôi, tới số rồi cho bé qua là cắt chỉ tay nha cả nhà. Đây, rất là đẹp. Thì hôm nay em thật sự là hài lòng không? Bây giờ nè, bác đang xem cái livestream này nè, em có lời nào để cảm ơn bác không? Cảm ơn rất là nhiều rồi hả? Hài lòng ha. Rồi, rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đây cái dáng mũi do chính tay bác sĩ Đỗ Quang Khải làm, rất là đẹp. Đẹp lắm em ơi. Thay mặt bé này là cảm ơn chị rất là nhiều nha. Mũi như thế này thì bao nhiêu tiền? Thì em thay cho mọi người biết là mũi mình làm với giá bao nhiêu không em? 35 triệu đồng ha. Đây bé khách hàng này làm mũi với giá là 35 triệu đồng, bao gồm thuốc sau hậu phẫu và bảo hành cho tất cả các bạn luôn. Rồi thì một lần nữa thì đại diện bên trung tâm thẩm mỹ viện bác sĩ Khải anh chúc em là có nhiều sức khỏe, và với cái dáng mũi mới như thế này thì cái tuổi sinh xuân của mình đã đánh dấu thêm một cái sự thay đổi mới, và em sẽ ngày càng tự tin và thành công hơn nữa nha. Rồi.